luật, tức là tất cả các gia đình khác nữa bỏ cố quán, tránh những bệnh tật có nhất là ung thư phổi, lao phổi, viêm họng, nói chung là còn ảnh hưởng nhiều cái bệnh mà tôi cũng chắc chắn cái chuyện ung thư đúng thì còn nhiều trong lá. Vậy thì cái lượng thuốc lá có phải là mới hút đâu, tôi đánh rất là lâu rồi. Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Bích ạ, sau khi mà nghe ý kiến của các thính giả với những cái góc nhìn của mình về câu chuyện là làm sao để họ tránh được thuốc lá, rồi làm sao để hạn chế được khói thuốc lá, thì tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Bích có ý kiến như thế nào ạ? Vâng ạ, chúng ta cũng đã biết là khói thuốc thì rất là độc hại với tất cả người hết người xung quanh nữa. Rõ ràng là cái việc dùng những thuốc lá thì sẽ tốt cho cộng đồng về chúng ta bị sức khỏe, là giảm cái gánh nặng cho mỗi gia đình cũng như là giảm gánh nặng cho toàn xã hội ạ. Vì vậy là chính vì vậy là cái chủ đề của năm nay của dịch ngày thế giới nó không thuốc lá 31 tháng 5 ấy, thì là cam kết bỏ thuốc lá. Vâng, vâng ạ, cam kết là bỏ thuốc lá để động viên người dân là chính trong đại dịch này thì chúng ta hãy mạnh dạn từ bỏ, tiếp cận với các hình thức cai nghiện để từ bỏ thuốc lá, đúng không ạ? Vâng ạ, và chúng tôi đã nhận được câu hỏi của những vị thính giả gửi đến chương trình ạ. Vâng, xin chào thính giả ạ. Vâng, chào bác sĩ ạ. Vâng ạ, thính giả có thể giới thiệu tên và câu hỏi với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Bích của chúng tôi ạ. Vâng, tôi tên là Ngô Xuân Dương, tôi ở Yên Bái. Tôi hay hút thuốc trong nhà như là bên cửa sổ, tất nhiên là cửa sổ cũng mở. Như vậy cho tôi hỏi là những người trong gia đình tôi có phải hút thuốc lá tự động không ạ? Xin mời bác sĩ Nguyễn Hồng Bích ạ. Dạ. Câu hỏi của ông Ngô Xuân Dương ở Yên Bái ạ. Dạ vâng ạ, chào anh Dương. Việc mở cửa sổ thì có thể giảm được một phần nhưng không giảm được hoàn toàn khói thuốc tự động, và do vậy thì cái môi trường không khí trong nhà của bạn đã bị ô nhiễm với khói thuốc. Và các chuyên gia người ta nói rằng là không có một cái ngưỡng tiếp xúc an toàn nào đối với khói thuốc tự động. Như vậy là những người trong gia đình bạn, nếu như bạn đang có hút thuốc trong nhà dù là có mở cửa sổ thì cũng đang ô nhiễm với khói thuốc tự động và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Và qua số điện thoại 0243 934 1040 thì cũng có vị thính giả đã gửi câu hỏi để đến bác sĩ Nguyễn Ngọc Bích giải đáp ạ. Vâng, xin mời kỹ thuật. Xin chào bác sĩ, em là Nguyễn Thị Tuyết ở địa chỉ Phú Thọ. Em có câu hỏi xin được hỏi bác sĩ. Chồng em đã hút thuốc lá gần 10 năm nay. Bình thường ở nhà chồng em không hút trong nhà mà ra ngoài ban công. Xin hỏi bác sĩ, như vậy thì có ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ con em hay không ạ? Nhà con em vẫn còn nhỏ ạ. Nhưng vẫn là câu hỏi là hút thuốc tại trong nhà nhưng ra ngoài ban công thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Và nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid hiện nay thì rất nhiều người ở nhà giãn cách xã hội đó, thì bác sĩ Nguyễn Ngọc Bích có thể giải đáp cho chị Nguyễn Thị Tuyết đi ạ. Chào chị Nguyễn Thị Tuyết. Nếu như chồng chị có hút thuốc ngoài ban công và nếu như các cửa sổ đều đóng cũng như là hệ thống không khí trong nhà chúng ta đảm bảo là không bị khói thuốc lọt vào, thì trong môi trường không khí của chúng ta không có nguy cơ có khói thuốc tự động. Tuy nhiên gần đây thì các chuyên gia cũng đưa ra một khái niệm, đấy là thuốc hay smoke, tức là cái thành phần của khói thuốc có bám trên các cái vật dụng như là quần áo, bàn ghế, rèm cửa hoặc là trong các cái bụi. Thì những cái người hút thuốc, đặc biệt là trẻ em, là đối tượng là người ta hay sờ vào các cái vật dụng ở trong nhà, thì có nguy cơ bị hút thuốc bởi các hóa chất, hơn 250 hóa chất mà có trong thuốc lá sẽ bám trên các cái vật dụng này. Do vậy thì nếu như các bạn là vẫn chưa dùng được những hút thuốc mà có hút thuốc ngoài ban công, thì để cẩn thận hơn, thì sau khi vào nhà thì các bạn có thể là không bế bé ngay, mà có thể rửa tay hoặc là thay đồ để mất phải tiếp xúc với cái khói thuốc, thì cũng là dạng khói thuốc tự động này. Vâng ạ, như vậy thì có thể thấy là khói thuốc tự động vẫn gây ra những cái tác hại đến mọi người ở trong nhà. Và cái điều mà bác sĩ Nguyễn Ngọc Bích vừa giải đáp cũng là trăn trở của bạn Hải Nguyễn ở địa chỉ Facebook là Hải Nguyễn mà gửi đến chúng tôi rằng là bố em ra ngoài hút thuốc, sau đó khoảng 10 phút thì quay vào với cháu thì cháu bé vẫn bị hút tự động, phải là thụ động phải không? Thì vừa rồi thì tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Bích đã giải đáp, thì bạn Hải Nguyễn có thể nghe lại cho để cái phần giải đáp của
bác sĩ Nguyễn Hồng Đức và qua số điện thoại 0243 934 1040 thì chúng tôi tiếp tục nhận được cuộc gọi của quý thính giả muốn trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Hồng Đức ạ. Xin chào thính giả. Dạ, tôi là bác sĩ Nguyễn Hồng Đức. Tôi 36 tuổi rồi, tôi muốn bỏ thuốc mà tôi không biết cái loại nào mà làm thì dễ bỏ thuốc, nhờ bác sĩ hướng dẫn giùm. Ê, có cái vô nhà đài quảng cáo có cái loại gì xúc miệng á, nước xúc miệng, thuốc mà xúc miệng nó có được hay không vậy? Dạ, dạ, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Đức ạ. Dạ, dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ bác ạ, hiện tại thì có rất là nhiều phương pháp có thể hỗ trợ hiệu quả cho việc cai thuốc lá, như là các cái thuốc nicotine thay thế, dạng uống, dạng dán. Tuy nhiên là sử dụng thì bác nên được tư vấn bởi bác sĩ, các cái những người có chuyên môn, thì ở rất là nhiều các bệnh viện bây giờ các phòng tư vấn bỏ thuốc và các nhóm hỗ trợ khác nhau để hỗ trợ bỏ thuốc. Tuy nhiên cũng phải khẳng định rằng cái việc quan trọng nhất vẫn là cái quyết tâm của người hút thuốc sẵn sàng bỏ thuốc, cũng như là gia đình tạo một cái môi trường hỗ trợ. Trong cái phần ý kiến của quý giả ở đầu chương trình ấy, thì cũng có một bạn đã đề cập đấy là cái việc mà những người xung quanh hút thuốc thì dễ làm cho người bỏ thuốc tái hút thuốc trở lại. Chính vì vậy là cái việc dừng hàng quán cà phê trong Covid này cũng làm cái điều kiện rất thuận lợi, là cơ hội để người đang hút thuốc có thể bỏ thuốc khi không gặp những cái nhóm đông người thuận tiện trong cái việc hút thuốc. Và rất hy vọng là bác có thể sớm tìm ra một cái biện pháp phù hợp cho bản thân mình và những người thân trong gia đình thì sẽ hỗ trợ bác có thể bỏ thuốc được thành công ạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, và vị thính giả của chúng tôi đã 66 tuổi. Và trong cái phần trước của chương trình thì có vị thính giả còn khá trẻ, giọng nữ, thì bạn ấy nói là cái việc bỏ thuốc thì vô cùng khó khăn. Vậy thì bác sĩ Nguyễn Ngọc Bích có thể tư vấn là làm thế nào có thể dần dần người dân có thể bỏ được hẳn thuốc lá, giống như là lời kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới là cam kết bỏ thuốc lá đấy, một cách là mình có thể bỏ được một cách bền vững đấy ạ. Vâng ạ, các cái hướng dẫn để bỏ thuốc thì thực ra là bây giờ có cái hệ thống tổng đài nhắn tin hỗ trợ để nhắc nhở bạn không được hút thuốc mỗi ngày, hoặc là những cái kênh thông tin khác nhau. Thế tuy nhiên là một trong những nguyên tắc quan trọng đấy là quyết tâm về việc bỏ thuốc. Thì khi mà chúng ta chuẩn bị bỏ thuốc thì tốt nhất là chúng ta định ra một cái ngày khi bỏ thuốc thì dừng hút thuốc luôn, chứ không phải là cái việc giảm dần đi hút thuốc mỗi ngày, bởi vì cái đích đến nó sẽ khá dài. Và khi chúng ta đã có quyết tâm bỏ thuốc thì chúng ta sẽ không mua thuốc lá, dừng mua thuốc lá 4 ngày, 5 ngày trước khi bỏ thuốc. Thì như vậy là cái thuốc lá nó cũng sẵn có trong tầm tay của chúng ta, thì nó cũng không tạo ra một cái môi trường để chúng ta nghĩ đến, bởi vì là nicotine là một chất gây nghiện mà. Nếu chúng ta khi chúng ta thay thuốc mà chúng ta có sẵn có xung quanh thì chúng ta sẽ rất dễ dàng là biến thể bản thân và tái hút thuốc trở lại. Chính vì vậy là cái quyết tâm của người hút thuốc vẫn là cái điểm quan trọng nhất, và để tạo ra những cái môi trường hỗ trợ người thân trong gia đình, tạo ra những cái điều kiện ví dụ như là nhắc nhở hoặc là cùng nhau luyện tập thể dục, tìm những cái hình thức giải trí khác để người hút thuốc có thể có môi trường hỗ trợ trong cái việc bỏ thuốc. Vâng ạ, và chúng tôi cũng biết rằng việc bỏ thuốc thì vô cùng khó khăn, bởi cũng có muôn vàn lý do để mọi người đưa ra.